Xin chào, đây là The Back Room Việt Nam. Vậy là đã khoảng 1 năm trôi qua kể từ khi mình lập kênh và đăng được cái video đầu tiên, chúng ta đã đạt được rất nhiều cột mốc đáng giá, từ 1.000 người đăng ký đến hiện tại là 60.000 người đăng ký. Mình vẫn nhớ cái khoảng thời gian khi kênh mình chỉ có vỏn vẹn vài chục người đăng ký và cứ mỗi 3 ngày là mình lại ra một video mới. Tất nhiên là lúc đó thì dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, vậy nên mình cũng rảnh rang được phần nào. Nhưng mà thời gian thấm thoát trôi đi, dịch bệnh Covid cũng lắng dần xuống và mọi thứ cũng đâu vào đấy khiến mình khá chật vật với việc làm YouTube và cả việc học. Nhưng thôi thì để kỷ niệm 1 năm làm YouTube thì đây sẽ là một video Q&A như bao video Q&A khác. Anh có định kiếm thêm người đọc hay viết script không? Trong wiki của The Backroom hiện giờ vẫn còn những level hay những thực thể bị bỏ trống. Liệu chúng có được phát triển tiếp không? Và đoán bao giờ thì wiki sẽ hoàn chỉnh? Với câu hỏi đầu tiên thì mình đang bắt đầu suy nghĩ về việc kiếm thêm một người viết kịch bản vì thời gian làm video của mình cũng đang bị hạn hẹp dần. Nhưng tất nhiên thì đó cũng chỉ là kế hoạch và mình cũng đang suy xét nó. Với câu thứ hai thì chắc chắn wiki vẫn sẽ tiếp tục được phát triển. Nhưng nếu tính thêm cả thời gian mà họ viết lại một số tài liệu thì việc hoàn thành wiki sẽ là khá lâu đấy. Anh có định làm Viettel, ngoại truyện hay canon không anh? Tất nhiên là có rồi. Điển hình là những video phân tích cốt truyện, chúng được tổng hợp từ nhiều tài liệu theo và ngoại truyện khác nhau, và mình vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm một ngoại truyện hay một canon phù hợp để làm video nhé. Giả sử ông là một tác giả thuộc fandom hay cao hơn là wiki và ông quyết định viết ra một bài mà được ông dồn rất nhiều chất xám và công sức, nhưng đến cuối cùng thì bài ông thậm chí còn không được bất kỳ ai chú ý, kể cả đánh giá tệ cũng không có, thì ông sẽ có cảm giác thế nào? Nếu mình là một tác giả trên fandom hoặc wiki mà dồn tâm huyết của mình vào một bài mà chẳng được cái gì ấy thì nó khá là rõ ràng. Tất nhiên với trang fandom thì nó sẽ như bao bài bình thường khác được đăng lên. Vì ở trang fandom thì những bài có chất lượng tốt cũng có, mà chất lượng tệ cũng có, vậy nên bị lờ đi cũng là một chuyện bình thường. Còn trên wiki thì có phần nghiêm ngặt hơn, khi phải trải qua kiểm duyệt và nếu không ai để ý thì chắc chắn là mình sẽ cay cú thôi. Nhưng hiện tại thì mình cảm thấy rằng bản thân không có khả năng để thực sự tạo ra một ý tưởng có tính đột phá hoặc ít nhất là có thể làm người ta để ý. Nên mình sẽ tạm để cái mong muốn được sự chú ý khi viết bài này vào một góc nhá. Anh có dự định trong tương lai mình hướng đến mảng gaming không? Nếu một ngày The Backroom hết sức hút và không còn ai xem nữa thì anh sẽ làm gì? Với câu đầu tiên thì có lẽ là không. Mặc dù mình có chơi game nhưng có lẽ đó không phải mảng dành cho mình để làm YouTube. Với câu thứ hai thì mình đã nghĩ về vấn đề này khá lâu rồi. Theo mình nghĩ thì đến lúc đấy mình sẽ chuyển chủ đề sang một nội dung khác, hoặc tệ hơn là mình sẽ dừng lại tại đó luôn. Nhưng đó chỉ là lựa chọn cuối cùng và việc Backroom hết thời cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Pick nhẹ một slot câu hỏi của The Nhà Tắm Việt Nam. Kênh có định làm về series Found Footage của Ken Pixel và phân tích lore cho series này không? Bỏ qua phần nhà tắm thì câu trả lời là không. Kênh The Backroom Việt Nam chỉ làm về những thông tin trực thuộc vũ trụ và lore gốc của The Backroom. Nên dù những Found Footage của Ken Pixel rất thú vị và lôi cuốn thì câu trả lời vẫn là không. Từ đâu mà ad biết đến The Backroom vậy? Thực sự ban đầu thì mình cũng không biết The Backroom là gì đâu, và thậm chí là thực sự không biết đến sự tồn tại của thể loại Liminal Space cho đến khi xem video của YouTuber này. Video đã cho mình một sự phấn khích nhất định và mình đã phải đắn đo một khoảng thời gian khá lâu trước khi lập ra kênh này, và có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn. Bạn Quân Minh KOS đã hỏi, tại sao ạch không làm về SCP? Sau khi đã hỏi chủ kênh, The Backroom Việt Nam đã thừa nhận rằng vốn kiến thức và mức độ hiểu biết về SCP là không được cao cho lắm, nên việc làm về chủ đề SCP sẽ là một thử thách khá mới mẻ dành cho chủ kênh. Nhưng chúng tôi sẽ hợp tác và crossover nếu điều đó là cần thiết trong tương lai. Chừng nào được 100.000 người đăng ký hả? Nếu The Backroom có thật thì khi nào chúng ta có thể nấu clip đến The Backroom không? Hiện tại thì cơn sốt The Backroom đối với mình thì nó đang dần lắng xuống, nên hành trình đến 100.000 người đăng ký sẽ là một thử thách khó khăn đối với chúng ta. Câu hỏi thứ hai thì chắc chắn là một trong những câu hỏi phổ biến trong cộng đồng The Backroom là nếu The Backroom có thật thì sao? Thực sự thì nó sẽ là một vấn đề khá lớn đối với thế giới chứ không phải là của riêng ai. Ví dụ như xét trên phương diện về tài nguyên, Backroom có thể nói là có rất nhiều tài nguyên, và chắc chắn sự thiếu hụt tài nguyên ở thế giới thực sẽ là thứ thúc đẩy những cuộc thám hiểm vào trong đó. Nhưng đó cũng chỉ là một lý do nhỏ của vấn đề mà thôi. Cho em hỏi ad, tổ chức được thành lập sớm nhất, tồn tại lâu nhất trong The Backroom là gì? Nếu nói đến tổ chức sớm nhất được thành lập và đang tồn tại thì đó chính là Giáo hội The Lost. Ai chưa xem video về Giáo hội The Lost thì hãy xem để biết thông tin và một chút lịch sử về giáo hội lâu năm này nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả. Tại sao lại phân ra các level thường và các level huyền bí với nhau vậy? Ad có thể nói sơ qua về Blanche được không?
Hơi thắc mắc lý do nào mà Blaine được xếp vô hàng thực thể huyền bí. Lý do mà các level được phân ra như vậy cũng khá là rõ ràng. Khi level bình thường là những level đặc sệt những tính chất điển hình của The Backroom, mặc dù vẫn có những ngoại lệ, nhưng đó cũng chỉ là số ít. Còn những level huyền bí thường sẽ đi ra khỏi những đặc điểm thông thường của The Backroom, hoặc là nó quá bí ẩn và vẫn chưa được ghi chép kỹ lưỡng. Còn Blaine thì... nói sao nhỉ? Cô là thực thể số 140, nhưng còn được gọi với một cái danh khác là thực thể huyền bí Azel-Kira. Việc cô có thể đứng vào hàng ngũ của những thực thể huyền bí là nhờ vào quyền năng mà cô có. Cô có khả năng kiểm soát toàn bộ level 906, có khả năng đi vào tiềm thức của người khác và có khả năng thao túng sự vật bằng suy nghĩ. Nhưng theo mình nghĩ thì đó chỉ là bề nổi. Sức mạnh và quyền năng của thực thể này có thể vượt xa ngoài tưởng tượng của chúng ta. Khi cộng đồng The Backroom đánh giá thực thể này ở hàng khá cao cùng với hai thực thể huyền bí khác là The Red Knight và Nostalgicus. Tại sao người ta có thể đặt số cho một level trong The Backroom khi việc họ đến level là ngẫu nhiên vậy ạ? Lý do mà người ta có thể đặt số cho một level theo thứ tự thì cũng có khá nhiều lý do. Ban đầu thì tùy vào mức độ phổ biến như level 0, level 1, level 2 hoặc level 3, cộng thêm một chút yếu tố của thời điểm phát hiện. Sau đó thì đến một số yếu tố khá liên quan như con số 666 hoặc con số 404 hoặc một số level chỉ đơn giản là đặt theo thứ tự cho đủ chỗ. Tại sao nguồn nước chính của The Backroom là Almond Water? Anh dành bao nhiêu thời gian để làm một video? Bầu trời của mấy level như level 9, level 10, level 11, level 94 có gì? Anh có định livestream trên kênh không? Với câu đầu tiên thì khá đơn giản. Trong The Backroom, dù nguồn tài nguyên khá màu mỡ ở một số level như nước hoặc thực phẩm, nhưng bạn đâu phải lúc nào cũng có thể tiêu thụ chúng, đúng không? Phải xét đến trường hợp rằng liệu nó có an toàn để tiêu thụ hay không. Và Almond Water xuất hiện như một cái phao cứu sinh cho những người lang thang, là một nguồn nước quý và đáng tin cậy. Dù không phải lúc nào Almond Water cũng 100% là an toàn, nhưng đa số đều được tổ chức MEG và những người lang thang công nhận là có thể tiêu thụ. À tiện thể thì vật phẩm Almond Water cũng đang được viết lại, thế nên hãy bỏ qua mấy lời mà mình nói ở trên nhé. Với câu thứ hai thì khoảng thời gian nhanh nhất thì tầm khoảng là nửa tuần, còn chậm thì phải là một tuần. Vì hiện tại, mọi người đều đã đi làm và đi học bình thường, và mình thì lại bắt đầu bận rộn ở trường. Vậy nên khoảng thời gian mà mình dành ra để làm video cũng giảm dần theo thời gian. Cảm ơn vì lời góp ý ở câu thứ ba. Level 9, level 10, level 11 và level 94 đều là những level ở ngoài khi chúng ta có thể nhìn thấy bầu trời. Tất nhiên vấn đề là bầu trời đó có trông thật hay không, hay chỉ là một bầu trời giả tạo với màu xanh hoặc màu đen bất tận của ngày và đêm. Một số người sẽ nói rằng đó chỉ là giả và chỉ được tạo ra nhằm che mắt những người lang thang khỏi những điều mà họ không nên thấy. Nhưng theo mình thì mình đồng ý, nhưng là một nửa. Vì theo giả thuyết và ý kiến cá nhân thì những bầu trời này chẳng có gì là lạ lắm. Có thể một số sẽ không tuân theo những định luật cơ bản ở thế giới thực, như không có ban ngày hoặc ban đêm. Nhưng có lẽ đó chỉ là do bản chất của level đó thôi. Vì mỗi một level trong The Backroom sẽ có một đặc điểm và quy luật khác nhau, và việc chúng tuyến tính, vô hạn hay có giới hạn là do bản chất của chúng. Nên quay lại câu trả lời thì kết luận của mình là những bầu trời của những level nói trên là khá bình thường trong The Backroom. Câu hỏi tiếp theo: nếu các dòng thời gian của The Backroom hoàn toàn cách biệt với The Front Room, liệu chúng ta có thể thay đổi cái kết của những câu chuyện ở tương lai gần, ví dụ như cái chết của Overseer Khat, hay mọi chuyện đều phải đi theo một kịch bản của một thực thể nào đó muốn nó là như vậy? Đã có trường hợp nào mà MEG đụng độ với một thực thể thù địch và đã giao chiến với nó gây ra sự hỗn loạn hay sụp đổ của một thực tại nào chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra khi một thực tại chuẩn bị, đang và kết thúc sự sụp đổ? Nó sẽ trở thành The Void hay trở thành một thứ gì đó? Với câu hỏi đầu tiên thì chúng ta biết rằng dòng thời gian của The Backroom hoàn toàn xa hơn so với dòng thời gian ở thế giới thực của chúng ta. Nếu muốn thay đổi tương lai thì nghiễm nhiên là phải quay về quá khứ. Mà không thời gian ở mặt bằng chung của The Backroom là tuyến tính, nên theo lý thuyết thì vẫn phải quay ngược thời gian thì mới có thể thay đổi tương lai. Còn việc quay về quá khứ thế nào thì mình không biết. Với câu hỏi số 2 thì là chưa. Sau khi mình tìm hiểu thêm thì mình đã kết luận rằng dù MEG là một tổ chức lớn mạnh, nhưng họ không có đủ tiềm lực để đối đầu với một thực thể tầm cỡ đến mức làm sụp đổ cả một thực tại. Nếu có thì có lẽ tất cả họ sẽ chết và thực tại cứ thế mà sụp đổ. Tất cả những gì mà họ có thể làm là quan sát và ghi chép thông tin về những thực thể đó. Với câu hỏi cuối cùng thì theo mình nghĩ, nếu một thực tại sụp đổ, nó sẽ trở thành một level bị lãng quên hoặc được liệt vào danh sách của những level huyền bí. Câu hỏi này hơi văn vở, thế nên mình sẽ tóm tắt lại. Một số tổ chức như MEG, họ chế tạo vũ khí hay họ lấy vũ khí từ đâu? Những tổ chức trong The Backroom lấy vũ khí hay chế tạo vũ khí bằng cách nào thì vẫn chưa rõ. Hay lấy ví dụ điển hình là về tổ chức MEG.
Theo mình thì việc MEG tạo tiền đồn ở nhiều level khắp The Backroom là có lý do. Những level này đều có cơ sở vật chất ổn định, tài nguyên dồi dào để họ xây dựng căn cứ, đồng thời chế tạo các vật dụng cho lực lượng của họ. Cộng thêm việc những đồ vật ngẫu nhiên luôn nằm rải rác khắp nhiều level trong The Backroom, nên việc nhặt được vũ khí cũng không phải là điều không thể. Tại sao những thực thể ví dụ như thực thể số 100, thực thể số 165, vân vân lại không được viết theo một cách rõ ràng, hay nó bị thao túng bởi một thực thể hoặc bởi một thế lực nào khác? Ngoài giáo hội The Lost thì có những giáo hội nào khác? Có cách nào để trở lại The Front Room không? Tại sao có những thực thể chỉ có ở một level duy nhất mà không xuất hiện ở các level khác? Thực thể số 67 và thực thể số 167 có mối liên hệ nào không? Với câu hỏi đầu tiên thì sau khi mình tìm hiểu, những thực thể nói trên đều có một điểm chung. Chúng tự tìm cách để dẫn lời cho chính chúng, chứ không bằng dạng thông tin máy móc như những thực thể khác. Nói cách khác, chúng là người dẫn chuyện của chính bản thân chúng. Chúng tự giới thiệu và diễn đạt, ứng biến theo cách mà chúng muốn, chứ không phải để bất kỳ ai khác làm. Từ đây, chúng có thể đa dạng hóa lượng thông tin và manh mối của chúng cho bất kỳ ai, khiến việc suy luận manh mối trở nên thú vị cho những người đọc. Với câu hỏi số 2 thì dù The Lost là một giáo hội nhưng nó cũng được tính là một nhóm, một tổ chức trong hàng hà sa số các tổ chức của The Backroom, nên mình sẽ nêu ra một số tổ chức mà mình được cho là có gắn cái mác giáo hội cùng với The Lost. Đầu tiên là The Eye of Argos, The Follower of Jerry, The Kalak Institute, The Masked Maiden. Đó là những tổ chức mà mình coi là giáo hội. Có thể sẽ có nhiều hơn, nhưng theo ý kiến cá nhân của mình thì nó là vậy. Vẫn có cách để trở lại The Front Room. Cách phổ biến nhất là dựa vào sự ngẫu nhiên khi bạn thực hiện hành động no clip đến một level khác. Hoặc đơn giản hơn là khi bạn ở trong The Back Room một thời gian thì thể nào bạn cũng sẽ được đưa trở lại thực tại mà thôi. Thế nhưng mình không nói rằng bạn phải ở đó bao lâu thì sẽ được đưa trở lại. Có thể là một ngày, một tuần, một tháng hoặc thậm chí là nhiều năm sau đó bạn vẫn chưa trở về được The Front Room. Vậy nên nó dựa vào tỷ lệ và sự ngẫu nhiên. Còn một cách khác mà mình đã tìm hiểu được là qua một vật phẩm có tên Leviathan Tooth hay vật phẩm số 66. Giới thiệu qua một chút thì vật phẩm này nằm trong Trader Vault của tổ chức BNTG, được cho là một phương thức để di chuyển từ Back Room qua The Front Room nhưng sẽ đi kèm với một cái giá tương đương. Nói qua một chút về cách thức hoạt động của nó, người sử dụng sẽ phải khắc tên của họ lên vật phẩm. Sau đó, họ sẽ tiếp tục khắc lên vật phẩm đó thứ mà họ yêu quý. Sẽ có thể là một người, một đồ vật hoặc một số thứ khác. Nếu tình yêu mà bạn dành cho đồ vật, người đó đủ lớn thì bạn sẽ được dịch chuyển về The Front Room. Và thứ mà bạn yêu quý nhất sẽ bị dịch chuyển đến một level không xác định trong The Back Room. Đó là một cái giá phải trả cho sự tự do của bạn. Còn nếu tình yêu của bạn dành cho đồ vật hoặc người đó là không đủ, vật phẩm sẽ dịch chuyển một phần cơ thể của người sử dụng dựa theo mức độ tình yêu của họ. Và thứ mà họ yêu quý được khắc lên vật phẩm sẽ không bị tác động. Mặc dù quá trình này được coi là thất bại, nhưng nó sẽ không gây ra bất kỳ chấn thương vật lý nào. Thế nhưng, mình có nói rằng vật phẩm sẽ dịch chuyển một phần cơ thể của người sử dụng nếu tình yêu của họ là không đủ. Đúng vậy, một phần. Có thể bạn sẽ thành công trở lại thế giới thực, nhưng bạn sẽ mất đi một số thứ như các cơ quan nội tạng. Nhưng không chỉ mỗi thế, bạn có khi sẽ mất luôn cả những cơ quan quan trọng như tim hoặc não dẫn đến cái chết của bạn. Với câu hỏi thứ tư, thì The Back Room có rất nhiều thực thể, cả những thực thể tồn tại ở nhiều level và những thực thể chỉ tồn tại ở duy nhất một level. Lời giải thích cho câu hỏi là những thực thể chỉ tồn tại ở một level là vì chúng không chỉ sinh sống ở đó mà level đó là nơi chúng đã sinh ra và tồn tại. Đơn cử như hai thực thể độc quyền như The King ở level 94 và Mother ở level 1.5. Cộng thêm việc những thực thể độc quyền có đặc tính dựa theo level mà chúng được sinh ra nên có lẽ chúng chỉ ở trong một level là điều dễ hiểu. Với câu hỏi thứ 5 thì trước khi trả lời mối quan hệ giữa thực thể số 67, Partygoer và 167, The Party Host, thì xin báo tin buồn là hai thực thể này đang được viết lại nhé. Giờ thì chúng ta cùng đến với chuyên mục cáp lại những comment mà mình thấy nó hài hước nhé. Sau một năm làm tại YouTube, chúng ta đã có hơn 61.000 người đăng ký, 66 video, tất nhiên là video này là video thứ 67, và tổng cộng hơn 9 triệu lượt xem. Và chúng ta còn những gì đặc biệt khác? Video nhiều lượt xem nhất, video cốt truyện đầu tiên, video có thời lượng dài nhất.
Thôi bỏ đi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.